phù hợp với mình, với các sư. Dạ. Thế thì mình muốn là lên trên đấy thì mình bảo ban mình nhau mình tu. Dạ. Không cần phải làm gì lớn cả. Dạ. Quan trọng nhất là cái mà bất thành chim đậu. Dạ, vâng. Đấy, thứ hai là chú là tôi rút kinh nghiệm rồi, tại sao nhà của tôi 3 tầng để không ai ở? Dạ. Đấy, quế nó bây giờ lắp camera. Dạ. Cây cối nó mọc na niếc, với bưởi bây giờ nó đầy gốc không ai hái vì nó khóa cửa hết mà. Dạ. Ở đi một tháng nó mới về. Dạ. Thế bây giờ không ai ăn, nhưng mà mình về đấy là ai cái xử? Dạ, dạ. Nó gọi ông với gọi cháu gọi con. Dạ. Với này đấy là chết dở đúng. Dạ. Không vậy nên không bao giờ về. Dạ. Phải xác định là đi. Tôi cũng thương chú, nếu mà tổ chức là mình làm ở cái chỗ 1,5 hectare đất ở chỗ bồ đốt của Bình Phước của chú ấy. À, không thì chú gần nhà là chết dở. Vâng. Cao su đấy. Vâng, cái đấy là thì là cô để hay nên. Dạ, dạ. Rồi mà hai là con cháu nó về tí nó nhót răng. Vâng. Răng chú. Dạ. Chú xuất ra làm sao được. Dạ. Đấy, chú làm ra thế đấy, sau này chú cũng phải có cái xuất ra để chú phải tu, chứ không phải là chú đứng một mình ở ngoài. Vâng. Tu là chính. Vâng. Đấy, nhưng mà mình phải đi xa cái môi trường đấy một. Dạ. Chút. Từ đấy nó lên trên kia còn mấy chục cây nữa, phải không? Bao nhiêu? 170 cây. Đấy, 170 cây nó ít có thời gian nó lên. Vâng. Đấy, như vậy để cho. Vâng. Nó mình không có vạ chạm vào cái 10 anh em nhà mình nữa. Dạ. Tí nó nhót sang, nhắn nhót sang. Mình. Vâng. Làm thì làm lợi cho cộng đồng, chữa bệnh không dùng thuốc cho họ rất tốt, chỉ giúp họ ăn nghỉ thôi. Dạ. Ở đấy thì ở Bình Phước họ sẽ vết nhiều người bây giờ gieo Bình Phước cái chuyến đi một đội họ rất thích. Vâng. Để mình lên trên gần đấy cho họ học hỏi đấy. Dạ. Đấy, nhưng mà bây giờ nó khó chú ạ. Chúng sinh thì mình mới làm sao được, mình còn tu. Dạ. Chứ. Dạ. Mình nên hẳn đấy. Dạ, ai có duyên thì tới. Dạ. Ai có duyên thì tới. Vâng. Đấy, thứ hai cái lộ trình của nó thì đấy hôm rồi đã kể với chú rồi. Dạ. Con chỉ lo cho thầy thôi. Ở giữa. Dạ. Rừng đấy chú ạ. Dạ. Mình không cần phải no gì cả. Dạ. Bây giờ có cái phương án lấy 2 cây số, thầy vừa bảo 2 cây số đáng bao nhiêu. Dạ. Thì mình đi không có sau này có duyên sẽ tạm. Còn hai nữa là chú ơi, đi xe máy vào vẫn tốt mà. Dạ. Rồi không có mình sẽ làm cái đường nó bằng bê tông đất đấy. Dạ. Nhưng mà theo cái hóa chất mà cái không độc hại đấy mà của cái giáo. À, sư đấy. Vâng. Ở Hà Nội đấy. Dạ. Ừ, sẽ nát vào để mình đi xe nó không bị gì. Ủa, thế mà không được. Dạ. Ô tô đi vẫn tốt mà đất. Dạ. Lên Tây Nguyên nó là tuyến ngoài Bắc nó làm rồi đường. Dạ. Ở phía Bắc nó làm rồi. Dạ. Cái này chắc kinh phí cũng nhiều. Không có rẻ rạch nhiều chứ đất. Dạ. Ở đây cơ bản nguyên liệu cái này có đáng bao nhiêu phụ gia mà. Dạ. Rồi do mình cái chú đây này chú ấy đóng gạch bằng đất rồi. À. Đây cái sư đây này sư. À. Vừa nói là. Dạ. Sư đã thực hiện ở Bình Dương rồi đóng. À. Gạch đấy từ đây xây nhà dân. À, vâng, đấy vâng. Còn cái đất mà xét thì còn chưa đóng. Dạ. À, nhưng mà đóng cái gạch đất mà nó lộn nhộn nó đóng rồi bảo. Dạ. Yên tâm đi. Dạ. Sư đã đóng bằng xỉ than là để gạch nhẹ nếp nước nổi mà xây nhà tầng 3 tầng đẹp lắm. À. Ờ, mát mà đấy rất tốt. Còn ở đây nó không có xỉ không có có cái xỉ của nhà máy điện đấy. Dạ. Thì mình làm bằng đất. Dạ. Đất mình xây mà trên rừng ý mình. Dạ. Có đơn giản mà. Dạ. Rồi nập ấy lên mình ở thôi. Dạ. Ấy thì nói thật với chú như vậy là không có no cái đấy. Dạ. Cái việc xây dựng mình nghĩ không no, quan trọng. Dạ. Nhất là làm sao phải có người là phát cái cây nổ ô đi nhỉ. Dạ. À, xong rồi bắt đầu là trồng cây quy hoạch như cả nôi này theo. Dạ. Cái nhân quả đấy thì. Dạ. Cho cái bước tới. Dạ. Tới này cũng như hôm qua nói chuyện chú rồi. Dạ. Mình sẽ phải ăn toàn hoa quả thôi. Dạ. Ừ, tí bột dinh dưỡng người khác gửi vào. Dạ. Cái bột ngũ cốc ấy. Dạ. Ừ, hoặc là không có người ta chuyển về đấy là mình sản xuất ở đấy. Dạ. Hoặc là ở nơi khác người ta gửi về cho mình bằng. Dạ. Sản phẩm người ta pha rồi. Dạ. Xong mình ăn một chút ngũ cốc thôi còn. Dạ. Toàn ăn rau củ quả. Dạ. với hoa quả là chính. Dạ. Con người mình nó có tính chất là nó giống con khỉ con đời ơi con vượn. Dạ. Chứ không phải là loài chim hay loài gà ra cầm bằng ăn gạo ăn cơm. Dạ. Nhớ chưa? Nhưng mà vì ban đầu nó nhớ là cũng phải có đấy. Dạ. Đấy thì nói như vậy thì chỉ một số người thì đấy mình tu rồi mình tự mình làm với nhau thôi. Chứ nói thật với chú là nếu mà để gần chú quá anh em sang là rồi người ta khó. Vâng. Đấy tuy là hai chị gái em gái của chú cũng biết pháp nguyên thủy rồi cũng thấy thông nạc rồi nhưng mà quan trọng nhất là còn rất đông người ta mà. Dạ. Mình không có sức đâu để mình đi phục vụ người ta. Dạ, dạ. Cả nàng này. Ừ. Đấy vì tôi có ngày chữa bệnh cho họ là 46-40 người. Con vất vả lắm. Dạ, con mà nghĩ mà nếu như mà đủ duyên mà ví dụ như vợ con nó nghe ra được mà nó cũng xác định nó buông hay là con gái thì không phải nghĩ nhiều được, con nghĩ là thuyết phục thì dễ thôi mà làm ở bù đốp thì tốt rồi. Thì mở một cái đấy thì quá tốt rồi. Thì con không đơn giản mà. Đúng lắm. Dễ lắm chú ơi, cái ngày chữa bệnh làm dễ lắm chú.
từ đấy nếu làm được cơ sở đấy, từ từ cơ sở đấy là nó lại hỗ trợ cho cái cơ sở trên rừng của đất nông của mình. Vâng, nhưng Là mà vì người ta đến thì người ta bệnh tật thì ta đi nó không khỏi, vâng. mà vẫn uống thuốc tây thì nó toàn toàn ra thôi, nó toàn ra bệnh khác thôi. Đấy mình người con gái của cô của Mỗi chú mình đấy. thầy là con sợ không đủ sức, À không con biết đây cái gì đấy đâu. đấy không dạy cho người ta chứ, dạy cho bác sĩ chứ, nó làm chứ mình đâu phải làm, Vâng. dạy cho một lần thôi là nó làm vì nó học rồi. Vâng. Chỉ có một cái cách là mình chỉ dạy có một cái tâm, xả tâm thôi, Vâng. xả tâm cho họ thôi Vâng. và học nhân quả Dạ. đơn giản vậy thôi. Vâng. Còn tự nó nói hết, Vâng. tự bản thân họ vượt lên. Nên ông Phật ông dạy một câu này: chiến thắng mình hơn chiến thắng 100.000 quân địch, Vâng. chiến thắng mình là chuyên công oanh liệt nhất. Dạ. Mình đã làm được thì họ cũng phải làm được, Vâng. ông Phật cũng làm được thì thầy mình làm được rồi thì mình cũng phải nương theo mà làm, không được bằng đấy thì nó cũng phải tương đương gần như vậy chứ, Vâng. đúng không? Vậy nên mình phải phổ biến cho loài người đỡ khổ chứ. Vâng. Chú bảo bây giờ cứ ăn uống ngủ Vâng. nghỉ như vậy là hỏng hết chú ạ. Dạ. Đấy khổ. Vậy nên là các thầy đây đấy nên xin lên đây ở, mà lại bảo con vẫn còn, con hứa rồi cái kinh Đăng Nghiêm mà con không tụng mà Ninh Nghiêm đâu có phải của Phật tiên, vậy mà ông cứ vậy đấy. Còn lên đây thì thôi con muốn là tuổi con trẻ hơn mình có năm mấy tuổi mà nên Dạ. xuống khất thực no mệt, nên đây nhọc nó phải mang quạt ra đây chứ, chú tắt cái quạt Dạ, vâng. chứ mình có người Vâng, tu có đâu có đấy, quạt đâu. đấy người ta ai thế đấy. Đấy khổ đấy. Mà ông ở rừng đi, tôi bảo đi ở rừng mà đi còn đi quạt vậy thì còn sao được nữa, thì có khổ vậy. Nhưng mà bây giờ người ta chưa quen thì bây giờ mình nói làm sao Dạ. đấy. Tôi cũng nói tôi là tôi phải đến 7 năm nay tôi có quạt gì đâu, cứ để trong đấy, cứ để vào đấy là tí. Vậy nên mà sư rất thích pháp mình lắm, tu mình thỉnh thoảng ăn nặng thật Vâng. sự, ăn ngày bữa tiền không cầm gì, mà giờ ông ấy đi thì cứ cầm tiền cầm nong rồi cứ ăn uống vậy. Con ăn một bữa trưa thôi nhưng mà sáng ra con phải ăn cái gói mì lấy ăn còn gì nữa, rồi ăn cái bánh ấy biết cái đấy thì chết rồi đấy. Họ chưa hiểu pháp vì xuất phát từ cái phái thầy Thích Thanh Tử là cứ ngày ăn 2 bữa, mình ăn một bữa đã sướng rồi. Nhưng mà phải biết là uống trà cà phê nó là bị, ông nãy ông nói uống cả cà phê đấy thì cũng đã bị luôn gì nữa, uống trà đã bị rồi đúng không? Vậy nên là thôi người ta chư pháp mình thương người ta rồi mong người ta ở gần mình rồi bắt đầu họ chuyển chuyển biến chú ạ, chứ không phải là không đâu. Đấy thì ông ấy vừa giới thiệu một người là tầm tuổi 60 là chuẩn bị về đây tu ăn ngày bữa rồi. Thế nhưng mà rồi họ muốn pháp gì pháp thì ăn ngày bữa họ thể theo mình chuyển thôi, cốt được cái ăn. Cái ăn quan trọng lắm chú ơi, cái ăn mà nó không trông tham khổ. Cái tham nguyên nhân thích đủ thứ là do ăn Đúng rồi. đúng không? Chú đấy, chú là cư sĩ mà chú tập ăn bữa chú thấy không, nên là ăn mà được thì nó không còn tham gì nữa, không cần gì đúng không? Đấy nó vậy. Nên con người thì dạy tham chết, ông Phật ông dạy ăn 49 năm ông đi Hoàng Pháp hay 45 năm thì đấy kinh sách để lại vậy, nhưng mà ông ăn có ngày bữa. Nãy tôi chất vấn ông nói ngày tôi hỏi về 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 sư sư có xem cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ đóng không? Có ạ. Về của Việt Nam có đóng có ạ. Vậy có thấy là ông Phật ông đeo cái chuông cái mõ đi không? Bảo không, thấy ngũ đỉnh bát làm vậy thì phải ngộ ra chứ. Tại sao người ta đóng phim là phải truyền cho thế giới, người ta phải tổng kết rất nhiều thiền sư rồi, nhà học giả rồi, nhà ấy ta phải không theo mà gốc của ông ấy. không có là Bây giờ ông người có ta phải phản thông bác tin có ngay. mõ đâu đâu đúng không? Không có mẹ nó phản bác trên trên xã hội mà nói ai cũng phải công nhận nhưng mà là ông làm ăn ngày bữa. không có thật thì ai người ta coi. Đúng rồi đấy, ngày xưa đấy ông các hình ảnh để lại thời xưa giờ ông có đeo cái chuông cái mõ rồi mà sao bây giờ đi tụng kinh có mõ đi cầu xin. Và ông Phật ông nói rõ một cái câu này, nãy tôi vừa mới bắt đầu đấy: ta là người hướng đạo, các con tắt đức nên mà đi, ta không ban ơn giáng họa cho các con, chỉ các con làm thân tâm các con nhơ bẩn, chỉ các con mới cứu được con. Sư công nhận này, trước khi vào học với ông Pháp Thầy Thanh Tử là có câu này không? Bảo có ạ. Nhưng mà bây giờ này khổ mà không xin thì cũng được, cứ phải Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để con xin cái nói cái kia tụng niệm các thứ để nó thành quen tay chúng con học theo các vị tổ. Vậy nên là nói với sư nói đây sám hối ý là thầy tổ nhà thầy nhá, Thiền Tông nhá, ông Lục Tổ, ông Ngũ Tổ giao cho ông Lục Tổ Huệ Năng. Ông Tổ Huệ Năng trong kinh người ta nói không biết có thật không, mình không được gặp mình không biết, nhưng mà ông chỉ mỗi giá gạo thôi, thế mà ông ngộ pháp đúng không? Ông được truyền y bát đây. Sau đến ông Hoàng Nhẫn cũng vậy, bên bên Trung Quốc vậy. Ông Hoàng Nhẫn là truyền sang cái phái năm mà Tam Tổ Chúng Nhân là ông Huyền Quang, Pháp Loa cộng với Phật Trần Nhân Tông, ba ông đấy. Mà ba ông đấy không biết ông nào lại viết ra cái câu là ở đời vô đạo hết thủ duyên,
đói thì ăn, khát thì uống, nhọc nghỉ liền, à đúng không? Vâng. Vậy nên ba ông này ông ấy phản lời Phật, ông Phật vâng. ăn ngày bữa và sau này ăn hai bữa. Vâng. Bây giờ từ bây giờ thầy Thanh Từ dịch ra cái kinh đấy vâng. ra cái lời ông Phật dạy, ông Trần Nhân Tông vậy. Vâng. Xong bắt đầu cứ thế là cho tăng ni ăn vâng. ăn hai bữa. Vâng. Sám mà sám trên đấy ông vâng. mình đi thọ giới là ngồi phải sám theo ăn hai bữa chứ. Vâng. Xong rồi đúng đọc hai bữa tụi mình bảo con ăn một bữa. Mình vừa đọc cái mồm mình vậy chứ vâng. là mầm có ai biết đâu. Dạ, dạ. Thế nhưng mà cái cùng là không được. Dạ. Vậy nên là bảo sao bệnh tật hết. Vâng. Mà bây giờ là trong cái phái thiền tông của Việt Nam là thầy Thích Thanh Tử là có 840.000 vâng. tăng ni đang thu vâng. theo cái pháp của thầy vâng. đấy. Cái, vì theo cái quy đang bảo vâng, mà vâng. với các đệ tử sau quy mà cái tổng kết này vâng. rất là lớn của thế giới vâng. và Việt Nam. Vâng. Nhưng bây giờ là bệnh tật khổ đau tại vâng. giới không giữ. Vâng, vâng. Mười giới không giữ được chú vâng. bảo nên tiền bạc còn cầm ra thầy, rồi ăn uống phi thời. Thầy thông lạc về khi về mà chỉ cho báo cáo kết quả tu tập của mình mà thầy Thanh Từ còn từ chối. Vâng, sợ là cái danh, giáo cái danh. Bây giờ phải về im lặng vậy đấy. Vậy là thầy Thông Lạc đã nên thăm sư Thanh Từ ốm ở Đà Lạt đấy. Dạ vâng. À, rồi mà từ ngày giờ ngày mất đến 7 từ năm 11 13 mà năm nay là 22 rồi. Vâng. Chú bảo vẫn cứ đẹp mà. Bây giờ vẫn im lặng. Cứ cái thân bệnh mà không im lặng vâng. chưa nói được. Vâng. Chú ạ, vậy vâng. bị khổ chưa? Vẫn cứ cái thân bệnh mà tê liệt không đi được. Mà không nói được. Vâng. Khổ mình khổ người. Độc nhìn thôi. Vâng, thầy mình thì đấy, giải thoát thích lúc nào đi lúc đấy. Ngài đã bảo là cho con xin nhập diệt ở đây nên cho pháp như lý đắc ý này mà tu này. Dạ. Nhưng bây giờ thầy bảo thôi ở đây với chứng đạo à, chú năm nay bao nhiêu mà con 50 tuổi rồi. Dạ. Thế bảo thôi ở đây tu với thầy dạ. rồi dựng lại thánh pháp với thầy. Dạ. Nhưng rồi là sau đó là các thầy tập trung hết vào thầy Thông Lạc. Dạ. Mấy ông Thông Phương, Thông Viếc này dạ. Nhật Minh rồi mấy ông đấy là hầu như là vào đấy hết. Dạ. Ông Thông Châu cũng vào hết. Dạ. Thế là cuối cùng là thầy thấy ngại quá không ai chịu về 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 bây giờ đây về vâng. về chỗ thường chiếu này vâng. bây giờ thầy mới nhận mấy hecta mấy chục hecta đất mà không ai chịu về đấy cứ vâng. ở dưới thiền viện chân không đấy vâng. là tu ở đấy không vâng. ai về cuối cùng là ngại quá thì xin bạn về Tây Ninh thôi con về Tây Ninh xong một số thầy đi theo Tây Ninh tu đấy vâng. Ông Thông Tâu Châu này Thích Thông Châu này cũng về đấy vâng. hai năm mà rồi ông Chân vâng. Quang cũng về đấy vâng. Thông Quang là thân Thông Nguyễn này, vâng. Từ gọi Thích Chân Quang ở chùa Hồn Quang ấy, vâng. là Thông Thích Thông Nghĩa ông Nguyễn đâu. Vâng. Sau này ông Thanh Tử ông đuổi ông không cho tên nữa thì ông thu hồi lại cái tên này này về ông Thông Lạc quy cho là xuất gia cho là cái Thích Chân Quang. Thích Chân Quang. Còn cái ông Thích Thông Châu nguyên là chính là Thích Trần Minh. Vâng. Hai năm ở đấy mà bây giờ đang kêu gọi tiền trên mạng đấy. Vâng. Đấy, tại vì nên thầy tu nạc không giới không giữ là nạc tại vì thầy là tu với cái pháp môn tịnh độ lâu năm mà đi theo cái pháp môn kia lâu năm mà thế rồi đến nó bị tưởng vâng. nó tưởng sẵn rồi chữa lại vâng. khó đấy. Thông hiểu mà chữa lại khó vâng. nói thì hay nhưng mà không làm được vâng. có 10 giới không giữ được thì chú bảo làm cái gì vâng. đúng không con người mà 5 giới không được thì thành con vật rồi vâng. còn 10 giới không giữ được thì làm gì đâu làm thành một thánh vâng. Vâng. con cư trí trọng đầu vâng. Vâng. nợ ông ừ. Ông Thanh Tử cũng bảo là các con đến đây với tu với ta mà các con không tu ấy thì kiếp sau các con làm trâu làm bò mà gánh nợ là giả nạ thì cũng ăn người ta rồi vâng. mặc người ta rồi vâng. đấy sử dụng điện thoại vâng. mày 40-50 triệu thì đâu người ta rồi ừ. tiền đâu đúng không ừ. chết vậy chứ đâu có ai mà 2-3 triệu như mình đâu vâng. 1-2 triệu mà khó vậy đấy vậy thì con người không hiểu là chết vâng. là vì họ không đủ phước vâng. chứ đủ phước là họ đã ở bên bậc chân minh vậy mà thầy Thông Lạc nói chuyện kia này các con ở đây tu với thầy nhưng các con không chịu tu vâng. thì các con như ở dưới các con đang ở dưới chân đèn vâng. mà chân đèn thì không bao giờ ánh sáng cái đèn Hoa Kỳ đấy vâng. cái chân nó con nó sáng đâu vâng. tối ngủ người ta sáng nó ra ngoài chứ đâu vâng. thầy nói câu vẫn như vậy y vâng. rằng ba người thường lắm mà vâng. nói ra nó sợ mí nhưng mà không chỉ ra không nói ra mà nói để cho họ cứ theo cái pháp cũ của họ là chết vì cái dục đó thích đủ thứ mà vâng. kìm cái dục này khó lắm chú vâng. không phải là ai vậy đâu